Dịch COVID-19 liên tục diễn biến phức tạp từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu. Trước Tết Nguyên đán đã có 30 đơn vị xin hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu với hơn 8.000 đơn vị máu dự kiến được tiếp nhận. Vâng và sau kỳ nghỉ Tết kéo dài thì Viện Huyết học Truyền máu Trung ương lại nhận thông tin là hoãn thêm khoảng 24 lịch hiến máu với dự kiến khoảng 5.000 đơn vị máu. Kho dự trữ máu của viện đang giảm dần, dự kiến là nếu tiếp tục tình trạng này sẽ giảm đến ngưỡng báo động và rơi vào tình trạng khan hiếm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, diện bao phủ sắp xỉ là 41 triệu dân. Tính đến ngày 18 tháng 2, lượng máu dự trữ của viện chỉ còn 4.800 đơn vị máu, trong khi nhu cầu trung bình mỗi ngày cần đến 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Ước tính nhu cầu máu cần cho cấp cứu và điều trị trong tháng 2 và tháng 3 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là khoảng 50.000 đơn vị máu. Với các lịch hiến máu được duy trì đến thời điểm này thì vẫn còn thiếu khoảng hơn 20.000 đơn vị máu. Theo Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chỉ tiếp nhận được 8.152 đơn vị máu, trong đó đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang điều trị. Tuy vậy, nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm máu cho điều trị vẫn không hề giảm. Lượng máu cung cấp dù gấp đôi so với lượng máu tiếp nhận nhưng chỉ đáp ứng được từ 70 đến 80% dự trù máu từ các bệnh viện.